Thách thức danh hài 2021, có Hoài Linh vẫn ế thí sinh, casting ở Cần Thơ phải hủy. Thách thức danh hài là một trong những game show truyền hình ăn khách và sở hữu lượt người xem nhiều nhất tại Việt Nam trong nhiều năm qua. Đây cũng là game show giải trí đầu tiên và thành công nhất của công ty Điền Quân. Mỗi mùa Thách thức danh hài đều thu hút đông đảo khán giả với những phần thi lên đến vài chục triệu view trên YouTube, tạo nên nhiều hiện tượng gây bão trong cộng đồng mạng như Năm Chú Tiểu, Thánh Sún Ngân Thảo, Thánh Trà Sữa. Năm nay Thách thức danh hài mùa 7 chính thức trở lại trong sự kỳ vọng của công chúng lẫn nhà sản xuất. Phía Điền Quân hoàn toàn tự tin vì đã mời được danh hài Hoài Linh ngồi ghế nóng sau nhiều năm vắng bóng trên truyền hình. Tuy nhiên vì một số lý do, Thách thức danh hài năm nay bỗng ế thí sinh đột xuất. Thậm chí ngay ở vòng casting, Điền Quân cũng mời thêm nhiều gương mặt như danh hài Bảo Trung, Thánh Sún, Ngân Thảo tới thay vì chỉ có một mình đạo diễn Khương Dừa như những năm trước, nhưng cũng không khá khẩm hơn là bao. Đạo diễn Khương Dừa từng tâm sự: "Nói thật là Thách thức danh hài 6 mùa vừa rồi tôi cực kỳ áp lực và bị đuối thí sinh. Tôi phải đi casting tứ xứ, may mắn sao đến cuối vẫn tìm ra được một vài nhân tố, nhưng tôi cảm nhận đã cạn thí sinh rồi."